Oh, hello, yeah. Welcome to my channel, The Life of Semiho. Hôm nay mình có tới một cái địa điểm rất là quan trọng. Địa điểm của anh em họ gọi là Holy Smoke. Họ đã get together để chuẩn bị cho Tết như thế nào ha. Ok, mời vô. Wow, hello anh em. Hello. Wow, sốt đá quá vậy. Đầy đủ quá. Ok, thì mình coi cái cách anh em chuẩn bị cho Tết như thế nào ha. Giống như là quý vị đã thấy, hình như là anh em đang làm bánh này là bánh gì? Bánh chưng phải không? Bánh chưng. Cây nhóm của mình đây cái gì? Chẳng những chơi tennis nhưng mà có một cách nữa hay nữa là anh em biết nấu ăn hết. Đó, nhóm mình gọi là Holy Smoke. Ngầu chưa? Đó, đó. Nếu mà các bạn nào ở tiệm bè khác là Việt Nam ở đâu á mà muốn biết mà tới đây á thì nên hỏi cái nhóm Holy Smoke lại cũng biết hết. Đổi lên liền. Cái nhóm Holy Smoke của mình á là khi mình mở ra đó, không bắt đầu á nó là như thế này. Anh em chơi với nhau rồi muốn có cái quỹ đi chơi với nhau cho nó vui. Thì khi mà mình muốn gia nhập vô những cái special event của county, của city thì người ta nói mình cần phải làm một cái đoàn thể chứ không một cá nhân. Đúng rồi. Vì vậy anh em mới thành lập ra một cái nhóm gọi là Holy Smoke. Rồi mình á những cái lễ lại này kia của county này kia nó mình gia nhập vô, mình mở một cái booth trong đó rồi anh em làm những cái này kia, cái món này kia. Okay. Thứ nhất đó để cho người ta thấy cái truyền thống người Việt Nam, cái ẩm thực của người Việt Nam. Rồi á sau đó mình anh em cũng làm để vui, để hợp tác với nhau, gia đình đoàn kết với nhau, vợ chồng con cái biết nhau. Rồi á mình gây quỹ rồi mình tổ chức đi chơi chung với nhau. Rồi đó thì... các bạn đi biết đây nhóm mình gọi là Holy Smoke. Báo cáo từng câu ha. Anh Văn giúp mình nha, cái khâu này làm gì? Vô lá. Vô lá hả? Súng khuôn. Ok, bên này khuôn vô lá trước. Tới khu anh Trung anh làm gì đây? Xếp lá, xếp khuôn. Trời ơi, sao của anh dễ quá vậy? Cái này đánh quen rồi. Ồ, anh làm cái này cũng giống như thế này phải không? Thì, tức là khi mình để là mình giống như mình vậy đó. Thì gì vậy đó hả? Rồi. Coi đầu này em kìa. Ok. Câu này câu làm bánh đây. Còn câu này là anh. Câu này câu làm bánh lông nha. Xếp ra. Rồi. Xếp ra là chiều không được làm lắm. Ok. Xếp chiều lớp nha. Lá bụt nó thay vì mình cứ đi á sử dụng chấm. Ok. Lắp được cái này qua cái kia. À, phải... lá đâu có ngờ nó phải công phu vậy hả? Ừ. À, lá nào chứ phải được lắm. Rồi. Ok. Rồi, cái khuôn, cái khuôn này. Wow, thấy người ta phải có kỹ thuật đồng hoàng, giống như đánh tennis phóng anh. Đúng phải muốn làm gì làm phải không? Yeah. Hay chưa? Hay quá. Giống như tennis vậy đó. Trời giống tennis vậy hả? Sao cái này học hình như là khó hơn tennis anh. Ok, đó làm gì cho nó đều không? Rồi đưa qua đây. Đưa qua đây rồi tới phim ảnh là anh bỏ bỏ nếp vô ha. Một cách gì á, vô ha. Dạ. Không mình chạy đều ra. Dạ. Cho nó bốn góc. Ép xuống cho nó chặt và nếp lại. Dạ. Và cái kế tiếp là bút một cái đậu. Đậu dạ. Xanh á. Ok, dạ. Cho thịt vô nha. Cho thịt vô. Thịt này là ốp sẵn hết là phải không anh? Dạ. Thêm một cốc đậu để trên nữa. Dạ. Là mình chia đều hết phải không? Mỗi một cái là ba miếng thịt hả? Dạ. Ok. Dạ. Áp xuống. Wow, nó phải đều vậy ha. Ok. Wow, hay quá. Ok.
tiếp tiếp theo nữa. Với câu này nữa nè. Ủa cái câu này là mình sẽ cọc bánh lại ha. Ồ cái cách cầu cũng phải có kỳ thực nữa em. Nhớ. Phải đúng nhớ. Hay quá. Chính nào thịt. Chính nào thịt. Chính thấy cái này là gai. Ồ. Cái này làm lá chuối nó xanh. Thịt thấy chưa? Thịt là đã ướp sẵn hết rồi. Dạ. Ồ, thấy mấy loại chà không? Khổng lồ. Anh Lâm, một cái lò này nó chứa được bao nhiêu cánh? Mình nấu là 50 cánh bánh một lò. Dạ, thì bạn cũng thấy cũng hơi bị lâu rồi. Dạ, yeah. Thường là anh nghỉ bao lâu? Không nghỉ mà biết. Biết luôn hả? Cả chừng bao lâu? 8 tiếng. Bạn thấy không? Mỗi một cái lò là 50 cái bánh mà mình phải nấu là 8 tiếng. Đó. Trời ơi, thấy một cái lò. Lò này thấy nó to vậy. Nấu một lúc là 10 nồi 500 bánh. Thấy không, mấy cái nồi này chuẩn bị luôn nè. Đó, mấy nồi này đó. Thấy chưa, anh thấy là đã chuẩn bị đó. 500 bánh à. Dạ. 8 tiếng đồng hồ. Dạ. Ok. Ồ, cái này đặc biệt nè. Anh Lâm, cái này để làm gì? Cái đó trộn, trộn, trộn. Ok, cái máy này để trộn, thấy chưa? Có máy trộn luôn rồi, trộn nếp. Các bạn thấy chưa? Chuẩn bị nữa nè, thấy chưa? Những cái này. Yeah, những cái bánh này đã xếp hết rồi. Bỏ vô hồ gói rồi. Đây là khâu cuối cùng mà là mình lau cho bánh nó sạch, xong rồi mình gói rồi mình label rồi gửi đến khách. Thì nó cũng đơn giản thôi, nó sao mình làm cho cái giấy cho nó căng và nó cái bánh nó cho nó hay quá. Cho cái mặt cho nó căng nha. Lên nó căng thẳng nha. Thì nó bóng bánh. Okay. Rồi đó, sau đó mình mình dán label lên. Bỏ label ha. Thì cái này khâu này thì nó giữ cho cái bánh nó được có mốc. Mình gói càng kín thì cái bánh không có mốc, nó để lâu được. Ok. Giờ đây anh Hải thì nếu mà các bạn ở Atlanta mình á thì nếu mà ai muốn mua bánh thì như thế nào? Nếu mà các bạn muốn mua bánh thì xin hãy gọi liên lạc qua với mình là số điện thoại của mình là 404-725-0525. Rồi mình sẽ đặt order bánh cho các bạn. Tại bây giờ đó nhóm anh em đang để ở ngoài VN Tô Phu. Dạ, VN Tô Phu, ok. Thị BBQ, Watt Phở. Dạ. Đó là những địa điểm anh em để ngoài ra nữa. Thì là tất cả những anh chị em nào mà cần order bánh thì gọi lại cho mình. Hay. Nhưng giờ mình tới đây thì anh em rất là nhiệt tình nha, anh em cũng muốn cho mình thử miếng bánh. Trời, mình cũng đang hồi hộp, muốn mình đang coi cái bánh. Rồi các bạn cũng thấy cái bánh này, ảnh bắt đầu tháo ra, ảnh sẽ cho mình thử cái bánh này. Cảm ơn anh em nhiều lắm. Wow. Thấy chưa? Wow, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Nhìn rất là ngon. Mình rất là hãnh diện, mình rất là danh dự được cái hưởng cái bánh này như thế nào. Tại vì cái bánh này người ta mới nấu vừa mới ra lò luôn á mà mình được ăn. Trời ơi là mình quá.
quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Anh em là cái bánh này vừa mới ra lò luôn á. Wow. Đó, các bạn thấy bánh chưa? Ngon chưa? Các bạn, xin lỗi nha, xin lỗi mình làm trước nha. Ôi, thấy miếng thịt. Đã quá. Quá ngon, quá ngon. Quá ngon, quá ngon. Phải nói sao, bây giờ ăn sao giống như Thảo nói á. Nói thật ra ha, em á, cái bánh này em không hảo gì mấy. Em thích bánh tép. Nhưng mà cái bánh này á, nó rất là ngon. Tại vì cái thịt nó làm rất là mềm. Mà em thích cái hương vị của nó anh. Rồi nó có chút xíu tiêu. Ờ, à, đúng rồi, nó có chút tiêu đó. Nếp. Cái vị của nếp nó dẻo mà nó mềm. Để em thử miếng bột này nha, miếng này miếng đậu đúng rồi. Cái đậu nó mềm mà nó vẫn còn cái mùi thơm của đậu. Cái này rất ngon các bạn. Nếu mà thương mấy cái này coi trời ơi ngon quá, xin lỗi nha, mình ăn miếng nữa nha. Ngon quá. Hồi nãy mình quên hỏi anh Hải là cái bánh này bán nhiêu cái anh? À, 18 đồng. Đó. 18 đồng cái. Phải thử đi chứ. Giá vẫn là bèo. Dạ, thật ra quý vị, mình muốn nói là cái bánh này anh em chỉ bán 18 đồng thôi. Thật ra nó quá đáng giá đi. Tại vì cái công phu mà anh chị em mình đã bỏ vô đây rất là nhiều. Các bạn thấy cái chương trình của nó không? Cái chương trình mà làm từ lá nè, rồi đóng khuôn nè. Rồi bỏ nếp vô, bỏ đậu vô. Rồi cả luôn mấy cái thịt đó mình phải cân đối sao nó đều, cái gia vị nó đều với nhau hết, giống nhau. Thì quá là công phu đi. Thì thật ra cái giá tiền đó là 18 đồng là rất là xứng đáng. Tại vì cái những cái công phu mà của anh em đã bỏ vô là rất là nhiều, rất là quý giá. Cả cái thời gian của anh em đã bỏ vô nữa. Cái chương trình mà là nấu thôi các bạn đã biết đó, là 8 tiếng đồng hồ rồi. Yeah, 8 tiếng đồng hồ mới nấu được một cái bánh như vậy. Thì nó rất là ngon, rất là hoàn hảo. Để kết thúc quá trình và một lần nữa cảm ơn anh chị đã theo dõi channel của mình. Và nếu mà có gì sơ sót thì anh chị bỏ qua cho. Và nếu anh chị có những gì feedback thì feel free to put on a comment. Thank you, bye.